Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020. Cơ sở Đồ gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh của cơ sở Đồ gỗ Hiền Lành. Hiện tại thì chúng tôi đang chạy song song hai kênh, đó là kênh đồ gỗ và kênh đồ thờ trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái mẫu sản phẩm cuốn thư đang bán chạy và đang thịnh hành nhất hiện nay. Đó là cuốn thư Phượng Hoàng và cuốn thư Long Hóa. Và đồ thờ có thể làm từ chất liệu gỗ gụ hoặc gỗ gõ đỏ. Và đến 99% thì chúng ta hay sử dụng đó là bộ ba chữ là Đức Lưu Quang. Ý nói là người có đức độ thì tỏa sáng muôn đời và lưu truyền về mãi sau này tức là chữ lưu quang là sáng và đức là ý là đức độ để cho quý khách chưa biết về các cái sản phẩm đồ thờ cúng có thể hình dung được tại sao ba bộ chữ đức lưu quang lại chiếm tới 99% trên cái thị trường đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ mà chúng tôi vẫn hay làm cũng được coi là bán chạy nhất hiện nay đây là mẫu cuốn thư Phượng Hoàng có kích thước là dài 1m97 và chiều rộng 97 chiều dài là 5 phân và bên này là hai bức cuốn thư long hóa mai chúng tôi vừa với tẩy axit để cho gỗ nó đều màu sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện và bàn giao lắp đặt tới quý khách hàng đã đặt hàng online cũng như quý khách đặt hàng offline bức cuốn thư này có kích thước đó là dài 1m97 chiều rộng 87 và chiều dày 5 phân là bằng chất liệu gỗ gõ đỏ Nam Phi gỗ gõ đỏ được nhập khẩu từ bên Nam Phi khác với bộ cuốn thư phượng được làm từ chất liệu gỗ gỗ lào. Bức này là bức cuốn thư long hóa mai. Phía dưới chúng tôi chạm đầu hồ phù. Bên trên chúng tôi chạm hai đầu rồng, trầu và giữa bông hoa hồng. Và hai cánh thì chúng tôi có đục chạm các cái mẫu chim điểu. Và vẫn giữ nguyên bộ ba chữ ở giữa đó là Đức Lưu Quang. Và đọc từ bên phải sang về đó là chữ Hán Nôm. Chúng tôi có làm các cái chữ phụ đề nhỏ ở phía dưới cho quý vị dễ hình dung và bên trên đây là đôi cuốn thư cuốn thư câu đối long hóa đây là một bức cuốn thư bằng chất liệu gỗ gụ chúng tôi vừa với tẩy axit xong và đang để nằm cho nó khô sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện cũng là bộ ba chữ đức lưu quang và có đồng kích thước đó là dài 1m97, chiều rộng 97, chiều dài 5 phân. Chúng tôi đang tẩy cùng các cái bàn cơm. Và trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu các cái công đoạn hoàn thiện, các cái bước cuốn thư. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm tại địa chỉ kênh youtube Đồ Gỗ Hiền Lanh. Các video sẽ được phát trực tiếp trên kênh. Bức cuốn thư này chúng tôi cũng chạm lòng hóa mai Nhưng là trên chất liệu gỗ gỗ lào Bức vừa rồi là chúng tôi chạm chất liệu gỗ gõ đỏ Đây cũng là các cái mẫu đang được đánh giá thịnh hành nhất hiện nay Và chúng tôi bán với số lượng rất là nhiều Cho các đại lý cấp 2, cấp 3 trên toàn quốc Như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và đây cũng là đôi câu đối lòng hóa bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Thì một bên phải chúng tôi chạm đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Bên trái chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và phần diềm là chúng tôi chạm Hoa Hồng Chim Trĩ. Khác với cái bộ câu đối phượng chúng tôi chạm diềm rơi. Bộ câu đối Long Hóa chúng tôi chạm mà diềm hồng. Phía dưới thì chúng tôi chạm mà Nghe Hóa Mai. Hay còn gọi đây là đôi câu đối Long Hóa. Và các cái bộ chữ ở câu đối cuốn thư này cũng là được nhiều người dùng nhất hiện nay, phải tới 99%. Cũng có những người đặt các cái bộ chữ khác nhưng tỷ lệ nó rất là ít, chỉ rơi khoảng từ 1 tới 2%. quý khách có nhu cầu đặt hàng, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Yên Lanh qua hai số điện thoại 0986 88 3349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện lý Yên, tỉnh Nam Định quý khách hãy gửi về Zalo các cái mẫu sản phẩm quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp chúng tôi sẽ tư vấn tận tình qua Zalo 0986 883349. quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online và cũng như quý khách sẽ xem được các cái video mới nhất về đồ gỗ đồ thờ cúng đồ gỗ phòng khách đồ gỗ phòng thờ quý khách có thể cập nhật được các cái mẫu mã mới nhất cũng như là kích thước và có thể báo giá. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp.